Hoan hỷ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc cho tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, xem tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 trong tháng 1 sẽ giúp cho quý vị nắm bắt được những điều tốt xấu sẽ xảy đến với mình trong tháng 1 âm lịch này và từ đó sẽ có những phương án xử lý, đón cát tránh hung, mang lại tài lộc và may mắn cho quý gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Phần luận giải tử vi ngày hôm nay được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát nên số này sẽ chính xác và chi tiết nhất. Qua phần luận giải này, thầy sẽ chỉ rõ cho quý vị những việc cần làm, những điều cần tránh trong tháng 1 âm lịch, giúp cho quý gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có được những bước đi vững chãi đến với thành công trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Và sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về tử vi cho tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 trong tháng 1 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Mậu Dần 1998 có mệnh thành đầu thổ, tính cách có phần cao ngạo, cực kỳ tự tin, cũng có nhiều khát khao và lý tưởng cao xa. Họ có tham vọng gây dựng sự nghiệp lớn lao, giành địa vị cao trong xã hội và được nhiều người nể trọng. Nên kiểm soát bản thân, đừng quá tham lam kẻo tự hại chính mình. Người này vốn có bản chất lương thiện, giàu lòng trắc ẩn hay giúp đỡ mọi người. Với bạn bè, họ cũng là người đáng tin cậy và là chỗ dựa cho bạn mỗi khi cần. Bản thân là người khẳng khái, giúp đỡ người khác hoàn toàn xuất phát từ trái tim. Song họ có nhân duyên tốt, từ đó kết giao được những người bạn đáng quý. Họ có niềm yêu thích với các vấn đề huyền bí hoặc có liên quan đến triết học. Nếu bỏ thời gian và công sức tìm hiểu thì rất có thể sau này sẽ có thành quả bất ngờ. Trong công việc, họ được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao, song cần nhạy bén nắm bắt cơ hội để có nhiều không gian phát triển năng lực hơn nữa và thu được kết quả ngoài mong đợi. Nên tận dụng thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu tìm tòi thêm kiến thức mới, nâng cao năng lực bản thân, tạo dựng thêm nền tảng vững chắc cho sự thăng tiến sau này. Những người tuổi Mậu Dần đã bước sang tuổi 24 trong năm 2022. Hầu hết các bạn ở độ tuổi này đều đã bước vào xã hội và bắt đầu lao mình đi kiếm sống và vấp nhiều hơn. Cái tôi của người trẻ rất cao, cách hành xử đôi lúc thiếu sự khiêm tốn, rất dễ vô tình đắc tội với tiểu nhân, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp, cần phải đặc biệt lưu ý vấn đề này. Bên cạnh đó, bạn nên để tâm hơn đến chuyện tình cảm cá nhân, đặc biệt là những đôi trẻ đang yêu. Hãy học cách bao dung và thấu hiểu cho nhau trong cuộc sống hàng ngày. Đừng hơi chút là cãi nhau, nếu không sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm giữa cả hai. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Nhâm Dương Thủy nên gọi là thất sát. Trong tháng này, quý gia chủ tuổi Mậu Dần nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tuổi Dần năm 2022, người sinh năm 1998 không có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong tháng này. Bạn không thể ngồi chờ thời cơ đến với mình mà cần phải tích cực, chủ động hơn trong việc tranh thủ cơ hội. Khi đã được giao cho nhiệm vụ khó khăn, bạn không nên rút lui và trốn tránh mà cần đứng ra nhận trách nhiệm, bởi đó chính là cơ hội để bạn rèn luyện và khẳng định giá trị của bản thân. Trong thời điểm, một số người có thể lựa chọn đi học cao hơn và điều đó cũng có ích cho sự phát triển tương lai của bạn. Dù đôi lúc bạn phải chịu áp lực nặng nề, nhưng chỉ cần cố gắng thì mọi chuyện sẽ qua. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mậu Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này đường tài vận không quá hanh thông, có thể gia chủ sẽ không đạt được những kết quả lý tưởng như dự tính ban đầu. Song nhờ có sự thông minh và tài giỏi, bạn vẫn có thể thu về cho mình một khoản tiền nhất định.
người làm công ăn lương có mức lương ổn định, nhưng nếu muốn thăng chức, tăng lương, cải thiện cuộc sống thì cần phải cố gắng nhiều hơn. Người tuổi Mậu Dần có một cuộc sống khá ổn định, mức lương hiện tại có thể chưa phải là cao, nhưng nếu biết cân đối chi tiêu, bạn hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người sinh năm 1998 có nền tảng sức khỏe ổn định, tuy nhiên cần phải chú ý đến những nguy cơ tiềm ẩn đối với gan và túi mật. Trong tháng có hung tinh, bản mệnh sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, vì vậy bạn cần phải hạn chế ra ngoài tụ tập vào ban đêm. Cần chú ý khi đi lại, không nên điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi, cho phép để tránh tai nạn. Sự cố ngoài ý muốn, bạn có thể gặp phải những tai nạn bất ngờ khi di chuyển, hay đôi khi ngồi không cũng gặp họa trong tháng này. Mặc dù chỉ là chầy xước chân tay, không đáng lo ngại nhưng lại ảnh hưởng đến tinh thần của bạn. Nhắc nhở người tuổi Mậu Dần trong năm tuổi, hết sức tránh việc hành động vội vàng, nóng nảy, kẻo sinh sự thị phi. Điều này không những ảnh hưởng đến uy tín danh dự mà còn khiến cho sức khỏe thể chất và tinh thần bị sụt giảm. Trước khi bắt tay vào làm việc gì, bạn cũng nên tự lượng sức mình, không nên cứng đầu cứng cổ, bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của người khác. Các quý gia chủ tuổi Mậu Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Mậu Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Gia chủ được cát tinh chủ đào hoa chiếu mệnh nên chuyện tình cảm có những bước chuyển biến nhất định. Dù là nam hay nữ, bản mệnh đều nhận được sự chú ý của người khác phái. Đối phương có thể là người thường xuyên giúp đỡ bạn trong công việc hoặc là những người có ý định tiến đến với bạn. Bạn cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi đi đến quyết định cuối cùng, không nhất thiết phải vội vàng đến với ai bởi vì bạn vẫn còn trẻ và có nhiều cơ hội lựa chọn khác nhau. Trong gia đình, bạn nhận được sự tôn trọng của mọi người, nhưng đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo. Có nhiều khi bạn vẫn cần phải chú ý lắng nghe, góp ý của người lớn tuổi. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Mậu Dần trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 1 năm 2022, tức ngày 12 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 1 năm 2022, tức ngày 24 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Dần trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 1 năm 2022, tức ngày 3 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 1 năm 2022, tức ngày 15 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 1 năm 2022, tức ngày 27 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 trong tháng 1 âm lịch. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 1 âm lịch này. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị cũng đừng quên chọn vào tín hiệu quả chuông để có thể là người đầu tiên nhận được những thông báo mới nhất về video của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin đến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.